Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Theo luật sư Giang Hồng Thanh, một trong năm luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan cho biết, bà Lan mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Về tinh thần, bà Lan ổn định vững vàng không than phiền đổ lỗi, oán trách ai. Bà Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 353 Khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Bà Lan bị xác định có vai trò chính, gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của ngân hàng SCB. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra gần 2 tháng, kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Đừng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, nay phải đối diện ba tội danh, trong đó có tội tham mô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả. Trao đổi với phóng viên Việt Nam Net, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết ông là một trong năm luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ông Giang Hồng Thanh, các luật sư tham gia bảo chữa cho bà Lan bao gồm luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Phan Trung Hoài. Phan Minh Hoàng và Trương Thành Đức. Luật sư Giang Hồng Thành cho hay, ông và các đồng nghiệp được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 3 và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi với bà Trương Mỹ Lan. Sau khi kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các luật sư trong việc sao chụp, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, thời gian không hạn chế về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Thanh cho hay, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được cơ sở giam giữ như trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương và hiện nay là một trại tạm giam tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chăm sóc nên sức khỏe rất tốt. Bà Lan mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sĩ tại trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi lại trại, thông báo cho luật sư gửi bổ sung. Về tinh thần, bà Lan ổn định, vững vàng, không than phiền đổ lỗi, oán trách ai. Bà Lan vững tin vào đảng và nhà nước. Luật sư Thành cho biết thêm, do gia đình bà Lan ở xa, nên cơ quan tố tụng và các cơ sở giam giữ cho phép ông Thành thay mặt gia đình mỗi tháng từ 2 đến 3 lần gửi đồ ăn uống, nhu yếu phẩm, thuốc men cho bà bà trương mỹ lan rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng nhưng bà trương mỹ lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội và có trách nhiệm khắc phục bồi thường bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào bà sẽ đều giải quyết được đầy đủ trọn vẹn bà trương mỹ lan chia sẻ với luật sư không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này trên thực tế, từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn vào năm 2011, theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó, bà Lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình để làm phương án cơ cấu cáo khoản cấp tín dụng yếu kém trước đó, tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ, ảnh hưởng đến hệ thống của các tổ chức tín dụng. Gia đình Bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý khi các luật sư trao đổi với Bà Lan về khối bất động sản khổng lồ ở những vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh về việc tại sao chưa triển khai dự án, Bà Lan lý giải muốn lựa chọn đối tác tốt nhất về tài chính, kỹ thuật và quản trị để xây dựng những công trình tầm cỡ thế giới như tòa nhà Times Square của vợ chồng bà mang lại dấu ấn cho Việt Nam và nhất là nâng cao hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh là nơi dòng họ và gia đình bà nhiều đời nương náu, chịu ơn sắp đến ngày xét xử bà trương mỹ lan mong muốn các cơ quan tố tụng xem xét một cách kỹ lưỡng thấu đáo mọi vấn đề để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án liên quan đến vụ án có gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn, khoảng 1 triệu bút lục để tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp nghiên cứu tài liệu, Toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị một phòng riêng chứa hồ sơ, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để đảm bảo an ninh. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có 86 người bị truy tố về các tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số những bị cáo được đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 tới đây, có cả những đại gia chết chùm cùng với bà Trương Mỹ Lan. Đại gia đầu tiên là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng ông Dương Tấn Trước đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan để chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng. Đại gia thứ hai được nhắc tên trong vụ án này là ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang. Ông Chí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan. Hành vi của đại gia Nguyễn Cao Chí bị cho là đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ngoài hai đại gia trên ông chu lập cơ quốc tịch trung quốc chồng bà trương mỹ lan cũng sẽ bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với vai trò giúp sức cho vợ Trước đó, nguồn tin của Vietnamnet xác nhận, tính đến ngày 22 tháng 2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất quá trình di lý bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 80 bị cáo khác từ các trại tạm giam ở tỉnh phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho phiên xét xử của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào đầu tháng 3. Từ khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án trên bị tạm giam tại các trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh thành phía Bắc. Thời gian xét xử kéo dài từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 29 tháng 4. Tham dự phiên tòa có 10 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Có gần 200 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 86 bị cáo trong vụ án. Ngoài ra, tòa cũng có quyết định triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ Ngân hàng SCB và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đồng thời toán nhân dân cũng phát đi thông báo kêu gọi năm bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng scb đang bị truy nã có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật năm người bị truy nã gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị chiêm minh dũng nguyên phó tổng giám đốc trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành